Rồi hôm nay ghé Nguyễn Châu nữa các bạn. Thì ở bên kia là kho lớn rồi, bữa nay mình thấy qua bên kho này nữa ha. Thành thử ra giờ thì ở đây các bạn thấy nè, có số điện thoại mình đọc đầu video luôn cho các bạn xem ha. Thôi mình quay luôn cho các bạn xem đi. Đó, bạn thấy không? Đó, có số điện thoại ha. Rồi rồi bây giờ mình xem coi kho bên này cái gì, rồi mình qua bên kho lớn bên kia ha. Giờ mình bắt đầu từ bên này đi qua đi. Thì đầu tiên qua đầu tiên mình thấy đây có một cái rơ mọt nè, rất là độc ha. Ở đây biết sao nó lại có cái phuộc ngay đây, mình hiểu chắc phuộc để nó đẩy lên, để đẩy lên nhúng ha. Nhúng cái vàng đó. Đây cái rơ mọt của máy xới của Nhật đẹp ghê chưa. À, rất là độc luôn. Ở đây nó xài cái nhíp ha, nó mình ngồi nó êm nè. Một cái rơ mọt. Rồi bây giờ mình qua bên này mình quay ha. Thì ở đây mình thấy con xe rùa. Xe rùa hả? Rồi xe rùa nè, xe rùa máy dầu nè, rồi xe rùa nè, máy xăng nè, rồi xe rùa ba bánh. Con rùa này đã dữ ta. Con rùa này mình thấy nó hơi bị khủng à. Hai cầu luôn chứ, cầu trước cầu sau luôn mà hơi bị khủng nha. Này Mitsubishi mới ghê luôn, mới can. Rồi đây có xe rùa ba bánh nè, máy rất là mới, wow. Máy phát điện, phát điện chạy dầu. Rồi đây là máy cái quần cắt lúa mini. Mà thấy cái máy này nè, ở bên nước ngoài họ cắt lúa cắt cỏ đã lắm nha các bạn nha. Cắt cái nó lùa qua một bên vậy hay lắm. Cắt lúa đó, cắt lúa đó, cắt lúa mini nè. Đó, ba cái dằn mài giống nhau, ba cái giống nhau. Cái máy này máy gì lạ ta, máy này máy gì, nó thổi hơi đi hả, không biết máy gì, cái gì không biết bỏ qua. Dưới đây là máy cuốn rơm nè, mini nè. Rồi máy cắt lúa mini, máy này con nào máy thường thường. Mình thấy máy máy này sau lúc nào nó cũng mới chen nè. Làm như bên đó có thí dụ tới vụ người ta xài mấy ngày thôi người ta nghỉ. Ở đây mình thấy có máy nổ nữa nè. Máy máy dầu. Margin Chani Gao Phen. Rồi máy dầu mới ha. Của Chikwa. Nguyên một dàn thùng đóng ha, máy dầu ha. Máy dầu đủ loại hết á. Rồi máy sắt chuối nè, máy sắt chuối nè. Rồi máy xới, máy xới. Máy xới, máy xới xăng Sato. Máy đào mương, máy đào mương mini. Máy cắt bê tông, máy xới. Mitsubishi quá đẹp. Đây, máy dầu đóng thùng, hàng thùng nè. Máy dầu thùng trong mấy thùng gỗ đó các bạn ha. Máy cắt bê tông. Cắt bê tông. À cắt bê tông. Rồi nâng càng, nâng. Thôi, giờ mình tiến lại ra đây đi. Nhiều quá mình phải quay chậm chậm, quay sơ thôi. Đây xe rùa nè. Xe rùa bánh xích nè. Ồ, máy bom bom của người ta khủng khiếp vô bạn. Đang trên máy vàng đồng. Máy xới K9. Máy phát điện,
điện Nhật Bãi, máy phát cỏ mâm xoay, rồi máy phát cỏ, máy phát cỏ bàn, phát cỏ bàn, máy phát địa hình nè, rồi mâm phát cỏ bàn luôn, cỏ bàn, máy sới, máy phát cỏ bàn thay thế, máy sới, rồi máy băm cành Nhật Bãi, rồi máy đào mương, máy băm cành Nhật Bãi, băm cành Nhật Bãi luôn, rồi băm cành Nhật Bãi quá trời ha. Thôi giờ mình qua bên bên kia đây. Wow, trời mây mông. Vàng sới nước, sới nước, sới khô, gầu xúc, máy đào BC05. Ồ, cái xe cắt cỏ này hàng bị độc lạ dữ dằn nè, hiếm có nha. Rồi xe này xe xúc Komatsu chứ không phải xe ủi, Honda TX thăm hôn. Giờ đi đâu đây ta, chiếc này mới về đây chắc. Đào Nhật Bãi nè, máy đào mương quá trời chưa, xe nâng nè, xe nâng 3 tấn, máy dầu, cà rùa mini. Ồ, này cái gì đó. À, này nó xài cái dạng mà lu lô để đầm sao. Xe nâng 2 tấn mini. Thế hồi quay máy cày sau ha. Khoan bàn Nhật Bãi. Rồi xe rùa ủng nước sơn rin luôn, đã ghê ta, đẹp long lanh ha. Máy phát điện nè, Vikino, máy phát điện dữ vậy. Máy này hơi khủng khiếp á. Máy đầm bàn Sakai, máy dầu xài dầu, phát điện, điện còn quá trời luôn ha. Đây máy phát cỏ mâm xoay nè các bạn, phát điện quá nhiều luôn. Đây mấy con lớn cũng khiếp. À máy bơm thủy lợi, máy cuốc đất nè,
xe rùa, xe rùa, xe rùa. Xe rùa rất nhiều các bạn nha, rùa nhiều lắm, xe rùa 3 bánh 4 bánh nhiều lắm. Đâu, có xe ngồi lái nữa nè. Đây, qua bên vòng vòng qua đây coi nha. Mấy này hàng luôn hả? Hàng luôn. Mấy hàng. Đào mương. Đây. À. Xe nâng ở đây rất nhiều ha, xe nâng xúc lật. Xe rùa. Xe rùa nhiều lắm các bạn. 4 bánh, 3 bánh, 2 bánh rất là nhiều. Quá nhiều luôn. Xe rùa. Rồi xe rùa nhiều lắm, xe nâng. Nâng nhiều lắm luôn. Xúc lật nữa. Nay mình ghé thử coi bên kho của anh Châu coi hàng nhiều không ha. Không phải riêng kho này còn mấy kho nữa. Mà mình đi sơ kho này thôi. MT240. Ôi, con ếch te nó đẹp ta. Chào rồi nó mới. Mới ghê thiệt, như mới 175. 175 này tay lái trợ lực quá đẹp rồi. Răng ma F155 này, Kubota Ete F535D. Đây có con có chục băm thấy dữ luôn nè. Băm thấy dữ luôn. Chung máy cày đồ cũng nhiều, thôi mình quay sơ vậy thôi cho bạn xem thử thôi ha. Rồi, mến chào các bạn.